Phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về mở rộng vốn từ về thiên nhiên. Vậy thiên nhiên là gì? Thiên nhiên đơn giản đó là tất cả những thứ gì có trong tự nhiên ở xung quanh chúng ta nhưng không phải do con người làm nên. Thiên trong trường hợp này ta hiểu đó là trời, giống như là trời đã ban cho chúng ta ngay từ đầu ấy. Vậy ta sẽ có hai nhóm từ để con phân biệt, đó là thiên nhiên là những thứ đã có sẵn xung quanh chúng ta và nhân tạo là những thứ do con người tạo nên. Vậy những thứ gì đã có sẵn trong tự nhiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt qua các bài tập sau. Bài thứ nhất, nối các từ ngữ chỉ những thứ mà thiên nhiên mang lại cho con người. Như vậy, thông qua đây chúng ta sẽ tìm hiểu những thứ mà thiên nhiên mang lại, nhưng ở những vị trí khác nhau. Thiên nhiên có thể mang lại cho con người những thứ từ trên mặt đất hoặc cả trong lòng đất. Đó chính là phần mà ta sẽ nhận diện các từ ngữ chỉ thiên nhiên. Các từ ngữ chỉ thiên nhiên bao gồm đá quý, khí đốt, thác gành, rau, khoai, kim cương, đồng ruộng, đất đai, cây cối, than đá, quặng sắt, hoa quả, biển cả, khoáng sản, sông ngòi, vàng. Đây chỉ là một số những từ gợi ý để các con tìm hiểu và chia theo hai nhóm, những thứ có trong thiên nhiên nhưng ở trên mặt đất và những thứ có trong thiên nhiên ở trong lòng đất. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé.